Ngay sau đó, quân đội ta đã cùng với lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đập tan mọi âm mưu hành động chống phá của thù trong giặc ngoài, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng. Giặc đã đến thì ta quyết đánh, thà hy sinh tất cả hôm nào, nơi bắt mọi nửa đêm vang lệnh, hãy xông lên chiến sĩ đồng bào. Quân đội ta đã trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt, luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần quả cảm, quyết tử để tổ quốc quyết sinh, cùng toàn dân trường kỳ kháng chiến, đánh bại chiến lược, đánh nhanh, thắng nhanh, âm mưu bình định phản công của địch, giành những thắng lợi quan trọng. Tổ quốc hỏi, chúng tôi xin đáp lời. Chúng tôi, những chàng trai 18 đôi mươi, chúng tôi, những người lính cảm tử, sẵn sàng cho tổ quốc quyết sinh. Trên các mặt trận Việt Bắc Thu Đông 1947, biên giới 1950, cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đã giáng đòn quyết định đập tan dã tâm xâm lược của các thế lực đế quốc, thực dân hiếu chiến, mở ra trang mới cho cách mạng Việt Nam. 9 năm là một Điện Biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng. Thank you.
pháo đài bay rung đỏ mặt hồ. Để rồi, ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Nhưng với bản chất ngoan cố của đế quốc Mỹ đã không ngừng tăng cường viện trợ quân sự, điều khiển chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, ra sức củng cố nguy quân, nguy quyền, mở các cuộc hành quân ngập tràn lãnh thổ và lấn chiếm vùng giải phóng. Ta đã tập trung xây dựng các đơn vị chủ lực như quân đoàn 1, quân đoàn 2, quân đoàn 3, quân đoàn 4 và đoàn 232, đánh dấu bước phát triển mới của quân đội ta, cả về quy mô tổ chức, trang bị, vũ khí kỹ thuật, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giải phóng miền Nam. Với thế và lực mới, từ ngày 14 đến ngày 29 tháng 3 năm